Số 1. Bóng ma xuất hiện trong nghĩa trang. Một đoạn video đáng sợ được một camera giám sát quay lại tại một nghĩa trang. Theo như người đã chia sẻ đoạn video trên cho biết, vào tối hôm đó, trong lúc anh ta đang kiểm tra các vị trí camera để chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi anh ta đang kiểm tra, thì chiếc camera được gắn ở bên trong nghĩa trang đã bắt được một cảnh tượng thật sự bí ẩn. Và đây là đoạn video mà anh ta đã chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Bạn có thể thấy, phía sau một ngôi mộ đột nhiên xuất hiện một hình dáng của ai đó và bất ngờ nhìn chằm chằm vào camera. Hình dáng kia mang một khuôn mặt trắng bệch, rất giống như một hồn ma. Chưa dừng lại ở đó, nếu bạn quan sát kỹ thì, gần cuối đoạn video, hình dáng kia đã trở nên trong suốt. Theo như người xem nói rằng, rất có thể đó là một linh hồn nào đó và có thể họ vẫn chưa được siêu thoát cho nên mới lang thang như vậy. Một số ý kiến khác lại cho rằng, đây rất có thể là một người nào đó đang cố tình giả dạng để hù dọa mọi người. Bạn nghĩ sao về các giả thuyết trên? Hãy cho tôi biết ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Bóng đen bí ẩn trong nhà hoang. Một nhóm điều tra tâm linh đã chạy xe một đoạn đường dài để đến khám phá một ngôi nhà bỏ hoang được cho là có những hoạt động tâm linh cực mạnh. Nhiều người đã từng đi qua nơi này cho biết rằng, vào nhiều đêm, họ đã tận mắt chứng kiến có một bóng đen thường xuyên bay vào ngôi nhà này. Rất nhiều người đã lấy hết can đảm đi vào bên trong để kiểm tra xem đó là thứ gì. Nhưng khi họ vào trong, họ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở đó. Ngoài khung cảnh đổ nát của nơi này, ngày hôm nay, sau khi nghe được những lời đồn trên, nhóm điều tra tâm linh đã đến đây để chứng thực những hoạt động trên. Họ đã đi vào ngôi nhà và bắt đầu kiểm tra xung quanh. Sau một lúc, họ đã nhìn thấy một thứ gì đó thật sự đáng sợ, và đây là đoạn video mà họ đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. Até agora, galera, anunciou o K2, a gente não conseguiu ainda ter alguma coisa, né? E dizem que a aparição dela aqui tá... A manifestação dela, no caso, tá bastante forte, né? Cadê você, menina? Você sofreu demais aqui nessa casa? Ah, puta! Corre! Corre, Júlio! Pula a janela! Pula a janela! Nossa! Mais aqui nessa casa... Bạn có thể thấy, trong lúc họ đang kiểm tra các căn phòng, thì ngay lúc này, một hình dáng màu đen không nhìn rõ khuôn mặt đã xuất hiện và nó đang bám ở trên tường. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên, nhóm điều tra đã cảm thấy rất hoảng sợ. Họ đã lập tức chạy khỏi đó để bảo vệ cho chính mình. Theo như tôi thấy, đó rất có thể là hình dáng màu đen đã bay vào ngôi nhà vào mỗi đêm mà nhiều người ở đây đã nói, thật đáng sợ. Theo bạn, hình dáng màu đen kia liệu có phải là một hồn ma hay không? Hay đây chỉ là một trò đùa của ai đó? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Ngày đi chơi đáng nhớ. Một cô gái người Nhật Bản đã kể lại một câu chuyện bí ẩn. Trong một lần cô đi chơi với bạn của mình, cô ấy nói rằng, vào ngày hôm đó cô và bạn của mình đã chơi rất vui vẻ, mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho tới khi người bạn của cô ta đột nhiên biến mất mà không rõ lý do. Lúc đó cô ta đã thật sự khó hiểu về những hiện tượng lạ trên. Cô ta nghĩ rằng bạn của mình đã bị một linh hồn nào đó che mắt, và đây là toàn bộ diễn biến vào ngày hôm đó mà cô ta đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. Hôm nay chị nhớ là hôm nay thì mình làm đồ này.
que eu tô aí pensando, né? Bạn có thể thấy, khi người bạn của cô ta đi qua một cây cột, thì đột nhiên, cô ta đã biến mất một cách rất bí ẩn. Cô gái này đã chạy đến để kiểm tra xem người bạn của mình đâu, nhưng không thấy ai ở đó cả. Giống như cô gái kia đã biến mất vào trong không khí vậy, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong lúc đang tìm kiếm người bạn của mình, thì ngay lúc này, một người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện và nhìn chằm chằm vào cô ta. Nhưng sau đó người đàn ông này cũng biến mất một cách rất bí ẩn. Và cũng ngay lúc đó, người bạn của cô ta cũng đã xuất hiện trở lại. Lúc này cô ta đã cảm thấy rất khó hiểu về những gì mình đã nhìn thấy. Theo như tôi nghĩ, cô gái trong đoạn video trên đã bị ma giấu, và người đàn ông kia rất có thể là một hồn ma. Và những hiện tượng trên rất có thể là do anh ta gây ra. Bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Tại sao cô gái kia lại biến mất một cách khó hiểu đến như vậy? Và người đàn ông kia liệu có phải là một hồn ma? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.